Trước tiên thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã đăng ký kênh. Thì chúc tất cả các bạn ngày mới gặp nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thì các bạn ơi, thì đây là cái đường lên của mình. Thì mình bỏ xe bộ mình lên đây các bạn. Mình làm tì tì ở trên kia chỗ đường mà chị chủ đất đang cắt cỏ cho mình đi á. Đây là mấy cái ao này là mình làm không nữa các bạn. Thì mình làm nguyên trong cái khu này luôn nè. Trong đây rất là nhiều ao, thì chỉ có mình xe mình làm thôi. Thì đây là anh chủ đất, cái đường đi của mình. Để mình nói chuyện ảnh coi. Ủa anh tính cho em bò đường nào lên? Bò đường này này. Bò này hả? Ừ. Chắc em bò trển rồi, cái bò này em về sau em sửa được không? Trời ơi, nếu vô cổng biết nào về làm đây được, đặng phải gấp thả tôm nè. Vậy hả? Làm đây trước đi rồi hả? Từ từ vô cổng rồi nữa về đường này luôn. Nhận được. Rồi. Thôi vậy ảnh nói ảnh cũng gấp thả tôm thôi, mình lại đây mình sửa cái bò lại các bạn. Bờ này thì hồi xưa mình cũng làm mấy năm rồi, đất nó hơi mềm đó nên nó hơi bị sạt ra một chút các bạn. Bây giờ mình tém bờ lên, thì mình tém lên rồi cái bờ này chắc cũng bự nè, nữa cho mình lót dĩ cũng đi được các bạn ơi. Về bờ này thì đi trong kia thì cũng có mấy người trong kia cũng kêu mình đó, thì anh sợ thời gian nè, thời gian lâu anh thả tôm. Bao lâu nữa anh mới thả tôm? Thì vừa xong rồi làm rầu về lấy nước vô là chuẩn bị thả luôn á. Ủa cái đề này anh mới thu anh có lời không? Có lời. Lời nhiều ít? Lời được đâu 100 gì á. Nè các bạn, đề này là anh mới lời nè các bạn. Thì năm nay nuôi cũng được hả anh? Được. Rồi. Thôi để dẫn chút con bò xem sửa bò này lại ha. Rồi. Rồi thì mình sẽ sửa xong bò này mình đi thẳng trống luôn các bạn. Sao? Cái bò này cũng như cái mình múc đất đó. Ờ cho nó cao lên hả? Cao lên rồi cái mình giật một bát dài tới đặng canh đặng cho ngay cái đó đó. Rồi cái đá này sao? Cái đá này lắp lại đặng đổ cái mới. Đổ mới luôn hả? Cũng như làm rồi cái bờ là đổ đá mới. Rồi cái bờ này hơi xuống nè phải không? Xuống cấp. Cũng rồi mình nâng lên. Rồi. Giật vô một tí rồi cái mình khỏa đất khô đó ra cái đổ đá đi. Rồi biết rồi. Không? Rồi. Lấy đất khô này mình tráng lên trên. Rồi coi như mình giật vô chừng chít đúng không? Giật vô mới. Rồi. Gạo vậy. Rồi. Để sửa bà này nó bà kia. Rồi bọc lên tới cua. Rồi. Sửa này cái hồ này rộng luôn anh ơi. Thấy im rộng hồ luôn, cho nó cao lên chút mình sửa im là mình nuôi im luôn anh. Kệ sửa vụ này kiếm chừng trăm nữa anh. trăm mấy. Kiếm tiền Tết đồ với người ta rồi ha. Cái motor nãy giờ mình có. Lăn đi em bỏ xe lên làm đó. Bỏ xe đi. Rồi. Cũng như cái bờ này nó gốc này nó hơi bự nè. Rồi. Biết rồi, giật vô luôn. Giật vô đang tí mà cái gốc nó đựng giật khung. Rồi, chỗ đó thì nó mình giật nhẹ cái chỗ đó mình khỏi giật luôn đi. Mình giật từ cái chỗ cái Rồi, giật cái chỗ cái miếng bùi lứt đó đó. Chỗ đó thì mình khỏi giật. Biết rồi. Nhìn là biết rồi mà. Thì anh chủ đất này anh nói để anh cúng kiến cái mình mới làm các bạn ơi. Thì mình làm cái nghề bà cậu này mà. Thì phải tin tưởng hả anh? Cúng kiến còn bà cậu đâu mới chín rồi chứ. Đúng. Chiến sĩ phước mặt của mày thì ở đây phù hộ. Thì con cũng mới tới đây làm thì mấy ông tới đây thì con làm đây thì mấy ông cũng phù hộ cho, trước nhất thì phù hộ cho chủ đất. Ở đây thì người ta nuôi tôm trúng mấy ông. Nuôi tôm trúng tấn cho bà con đồ làm ăn phát tài phát bạc. Thì phù hộ cho xe con là cũng làm mấy máy luôn mấy ông ơi. Làm trăm mười mến dạng người thương. Đây thì cũng đơn giản thì cũng có dĩa trái cây thì với tiền vàng bạc, thì bông, bình nước trà, thì gạo muối. Thì mấy ông nhận thì phù hộ giùm.
số quá nó không chế nè. Ừ. Né vô cái gạo nè em. Gió quá trời vô. Gió quá, lại đây đi. Ngoài gió quá các bạn ơi. Mình chia sẻ về cái cuộc sống của mình nè. Cái gạo. Ban đất ra để cho anh chủ đất anh trồng cỏ nuôi bò các bạn. Cái mấy cái ao này là hồi xưa mình làm không à, thì cái lượng đất này lúc đó mình đào đìa cái đất ở dưới ao còn dư nhiều quá, là mình cuốn từ ở dưới kia mình chèn lên đây rồi mình bỏ ở đây. Thì lúc đó mình làm thì lúc đó cái ảnh thì ảnh đầu tư nhiều cái chi phí quá nên ảnh nói là thôi Phan hả Ban, thì dịp nào khi mình nuôi tôm cái mình có vốn chút đỉnh rồi đó. Thì tuy nên Ban này không có nhiêu tiền nhưng mà kệ thì nhím được phần nào hay phần nấy. Thì năm nay thì ảnh nuôi tôm thì ảnh được mùa các bạn ơi. Thì ảnh mới kêu mình về đây thì mình là sửa lại cái bờ sạc đó, với lại mình ban cái đất này. Rồi sẵn cái tuyến đường này mình lên mình làm cho mấy anh cái tên kia luôn. Thì mình làm ở đây thì hồi xưa giờ mình làm ở một vòng đây không à, thì nên anh em rồi chủ đất luôn nè, người ta đều biết mình hết. Thì mình làm ở đây là nhờ anh em rồi người ta điện mình đó các bạn. Thì mình làm ở đây nè, rồi anh em người ta biết mình đó, biết số điện thoại mình nè, rồi anh em người ta điện mình, chứ mình làm ở đây thì không ai dẫn dắt mình hết. Thì mận gì cũng vậy, thì mình làm thì mình để lại cái kỷ niệm đẹp mà cho anh em đâu người ta thương mình à, mà nghề gì cũng vậy các bạn. Có cái ao mà anh nuôi ở sau hè nhà anh á, anh nuôi hôm Tết giờ nuôi 3 vụ các bạn, mà nói mình ảnh lời được 300 mấy triệu các bạn. Là cái ao đó mình đào luôn đó. Mình làm tới đâu mà anh em rồi người ta nuôi tôm trúng á, cũng mừng quá rồi các bạn ơi. Người ta nuôi tôm trúng mà mình mừng giùm. Cái ao trước màn hình của bạn á, ao đó thì mình đào cách đây tầm dạng khoảng trên 3 năm rồi đó, hai ao đó. Thì ảnh nuôi thì nghe anh nói thì cũng thắng cũng nhiều trận lắm các bạn. Mà cái ao đó làm như nó hên hay sao mà mình làm từ lúc mình làm 3 năm nay rồi mà không đi nước các bạn. Ảnh cũng chưa sửa lại luôn. Lúc đó mình đào cũng cái tầm cái tháng này nè, tháng cũng gần Tết đó các bạn. Sáng giờ thì mình làm được một cái bờ ngang rồi các bạn ơi.
trong đây thì mình cũng ban cho anh chủ nhà anh trồng cỏ luôn rồi. Đường này thì đường ảnh chạy xe ra vô nên đất khô mình để giữa cho anh chạy tới lui. Trong đây thì mình trồng cỏ thì mình làm sơ sơ thôi chứ mình không có phá bằng các bạn ơi, phá bằng cái cỏ nó trồng nó không tốt. Thì buổi chiều nay mình sẽ sửa cái tuyến bờ này từ đây lên tới cái bờ ngang trên đó. Cái bờ này thì mình giúp ép cũng hơi khó các bạn ơi, thì lý do là do ở ngoài này nè nước còn nhiều quá thì mình chỉ vuốt kéo như mình vậy thôi, ráng canh ngay ngay rồi cho anh chủ nhà cái thì được rồi. Mình làm hoàn thành hết rồi các bạn ơi, chỗ này mình làm cái gốc cho nó tròn tròn lại, đặng khi mà chạy quạt á cái nước cuốn cho nó tròn tròn hồ vậy đó. Cái bờ này là ảnh nói ít bữa rồi mình vô trong đây nè các bạn, vô phía trong mấy anh đó đang ngồi trong á, mấy cái nhà trong đó mình làm trong rộng á, trong đó cũng có chiếc xe cuốc nhỏ trong nữa. Thì mình đã về cái bờ này mà giờ mình thấy giờ sao mà đất nhão mình đưa lên giờ nước nhạt đó, không biết nữa là sao về đây. Thì kệ tới đâu tới đó các bạn ơi, tại anh này anh rắp nè, anh rắp anh nuôi nó các bạn. Giờ mình vô trồng thì mình mất khoảng chừng tầm 10 ngày vậy đó, rồi anh đợi không nổi, anh đợi mình anh đợi hơi lâu quá, rồi kể vụ của ảnh nữa rồi nên ảnh mới rắp, anh cho mình làm trước. Thì thôi mình cũng xin tạm dừng cái clip mình ở đây các bạn. Các bạn xem kênh các bạn đăng ký mình nghe các bạn, đăng ký là toàn bộ miễn phí hết. Ở góc phải màn hình của bạn á có chuông thông báo, các bạn bấm vào đó cho mình, đặng khi mình ra một cái clip mới á nó sẽ hiển thị vào máy của bạn. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn.